thử thách Huy Hoàng bẻ chạy đồ xô 60kg, thắng nhận 100 cao có tiền đổi xe nha. Không thì nha. Không thì đuổi đúng không? Đúng rồi. Không thì lộn cái giò đúng không? Không thì lộn cái giò. 60kg mà tiền gì? Cố gắng lên nha, có tiền đổi xe nha. Đụng tay là hoàng nha, đụng hai tay là hoàng nha. Rồi, xong rồi, xong rồi. Dở dữ người ta. Mạnh lên. Không nổi rồi. Cho tì luôn, cho tì đùi luôn. Cố gắng lên. Được chưa? Đúng rồi. Ok các bạn ơi, vậy là Quý Hoàng được 100k đổ xe nha các bạn. Xin chúc mừng Quý Hoàng.